Trước hết thì Cúc Thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài Vicao TV và xin chúc quý vị một ngày vui tươi, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, đây là chương trình Round Table, hội luận bàn tròn với lại giáo sư Trần Văn Chi cũng như là bình luận gia Phạm Gia Đại và bác sĩ Ngô Văn Định, và chúng tôi là Cúc Thái. Chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc và bình an quý vị nhé. Gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Xin mời ạ. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, chắc đầu tiên phải nói rằng là khí hậu miền Nam California nóng quá luôn. Nói dĩ nhiên thì bình thường thôi, vào mùa hè thì nó nóng như vậy. Thưa bác sĩ, có nhiều bệnh nhân tới bác sĩ không bác sĩ? Bệnh nhiều nhất là bệnh gì bác sĩ? Heat exhaustion, tức là nóng. Mà theo cái thông lệ giao ước của chúng ta là lên trên đây phải mặc đồ áo đen. Đã nóng rồi bây giờ còn nóng thêm nữa. Nhưng mà không sao, ở đây mình có máy lạnh phải không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái chưa kể là lúc mà anh em mình tranh luận với nhau nó còn nóng bao nữa. Thật ra thì cái nóng của miền Nam California chưa có nóng bằng ở Quốc hội Hạ viện. Nói chuyện với ông Dương là cháy mồ hôi một ra. Với ngày hôm qua đó tôi còn bị cái nóng hơn nữa là tôi lên trên Hollywood á. Lần đầu tiên mình lên để mình coi xem có đoàn làm phim làm như thế nào á. Thì chưa được vào trong đó thì phải ngồi bên ngoài sân á. Nó chỉ có một cái bạt thôi. Ngồi sân mới biết cái nóng của nó như thế nào, của cái nóng kali này ngồi ngoài sân một hồi mới được vào trong bên trong. Thì nóng kinh khủng. Vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đã lựa ra một cái đề tài, đó là sự quan hệ giữa Hoa Kỳ và phía Đài Loan. Đây là những cái điểm nóng mà đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Trước khi mà vào cái đề tài này một chút xíu thì cái vấn đề mà Mueller với lại cái buổi hội thảo của ông ở tại Quốc hội Hạ viện đó, thì xin phép mỗi người một phút để nói về một chút xíu cái cảm tưởng của mình như thế nào khi mà nhìn thấy ông Mueller nói chuyện ở tại Quốc hội. Xin bắt đầu với lại giáo sư Chi đi. Không, thật sự thì mình không cần biết cái nội dung ông nói cái gì trong bữa đó, bởi vì nội cái chuyện ông ra trước Quốc hội là một cái chuyện, nó là làm một cái chuyện mà Việt Nam người ta gọi là trò khỉ. Nghĩa là khi làm cái đó không kết quả gì hết á. Nghĩa là khi ông nói cũng trước Quốc, trước ngày kia và dân biểu cái hạ viện họ đưa cái đó ra cũng là trò khỉ. Tức là con khỉ nó làm nó không biết làm cái gì, nó không có ý thức làm mà không hề nghĩ đến kết quả. Thành ra rõ ràng là cuối cùng thôi nó cũng trở về ngày xưa, nghĩa là theo kiểu dân gian Việt Nam là chìm xuồng, không có khác gì. Ông nói cái điều đó và dầu cho ông nói yes or no thì cái ông Volume 3 vẫn là một cái final, ông không ăn thua gì hết. Anh điều tra, còn cái anh chánh biện lý tức là ông bộ trưởng Bộ Tư pháp là một cái người quyết định cái đó thế này thế kia, ảnh không có nói gì cả. Nhưng mà cái này đó là rõ ràng là nếu mình đi vào vấn đề đó là mình xa vào cái của dân chủ. Dân chủ nó muốn làm như vậy để nó bôi đen ông Donald Trump, nghĩa là nó nói rõ rằng là mình không cần về vấn đề là truy tội ổng, nhưng mà làm sao để cho nói những cái xấu của ổng để cho dân họ được bỏ phiếu cho ổng. Thế thôi, mình không có bắt buộc, và thì cái đó nó không phải là cái chuyện lớn để mình đem lên bàn. Anh đầu tiên chúng ta nhìn cái khuôn mặt của ông Mueller ở đó đó, chúng ta nhìn thấy cả một cái sự miễn cưỡng. Tức là ông ra đó là hình thức miễn cưỡng, chứ không phải là ông là bắt buộc phải không? Bắt buộc phải ra trước Hạ viện, bởi vì có nhiều cái áp lực đưa ông ra phải đi ra để nói nhiều cái điều mà họ mong muốn ông ấy nói. Nhưng cho chúng ta nhìn thấy rằng cái thái độ của ông thái độ rất là dè dặt. Ông nói nhiều khi nhát gừng, và nhiều khi ông còn hỏi please lặp lại câu hỏi chẳng hạn. Để em câu giờ. Đấy, tức là mình nhìn thấy cái thái độ đó của ông, tức là ông ấy ra với hình thức là một cái hình thức ra để cho nó xong thôi. Cho nên nhiều người bình luận cũng nhìn thấy rằng cái cuộc điều trần của ông trước Hạ viện đó nó là một sự thất bại, tức là nó không đem lại kết quả nào như người ta mong muốn. Về tất cả các phía dân chủ cũng không đạt được kết quả như họ mong muốn. Mà ông đi ra thì cũng chẳng nói được điều gì hơn. Như chúng ta đều biết rằng là họ muốn accuse Tổng thống Trump về cái gì, về vấn đề là ông ngăn cản pháp luật điều tra cái vụ đó, và đồng thời tìm xem ông có những connection nào đối với người Nga. Đó là cái chính mà họ muốn accuse ông để mà hạ bệ ông xuống. Nếu không hạ bệ được thì năm 2020 ông sẽ không đắc cử nữa. Đấy là cái mục đích của họ, nhưng có lẽ rằng cái đó nó không thành công. Bác sĩ Định. Như tôi đã nói rằng tôi thì dĩ hòa dĩ quý, cái gì cũng được. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai tôi chết rồi, ai làm gì cũng sao hết. Ai nói tôi sợ vợ tôi cũng không sao hết. Ai nói tôi hèn nhát không sao hết. Mẹ tôi mà lấy dao đâm vào ngực tôi vẫn yêu mẹ tôi. Mẹ tôi làm điếm, tôi vẫn yêu mẹ tôi. Mẹ tôi bán xì ke ma túy, tôi vẫn yêu mẹ. Nhưng mẹ tôi là người mà thông đồng với ngoại địch, bán dân, hại nước á. Tôi sẽ là người đầu tiên xử trảm mẹ tôi. Tôi giận những người bán nước. Tôi thấy ba điều rút ra từ Robert Mueller. Thứ nhất là
cái chuyện interference của Russia là chuyện có thật. FBI, CIA, cộng đồng intelligence cả thế giới, tất cả các nước khác đều thấy bằng chứng quá hiển nhiên. Mà một kẻ nào mà con dồi bỏ, mà ăn phân của dồi bỏ như Miss O'Connell đó, mà nói rằng chuyện đó không có thật, nó là những đứa đó tôi gặp là tôi đánh thẳng vào mặt nó liền, tại những đứa đó là nó không thấy cái hiểm họa. Cái chuyện mà Russian interfere vào cyber attack nước Mỹ này là cái sự sỉ nhục, tôi nghĩ còn hơn là bắn cháy hỏa tiễn vào nước Mỹ, mà chúng ta thấy mà bây giờ đang ở thế bị động, phải chống đỡ nó mà không tấn công được nó, sự sỉ nhục mà không chấp nhận, không thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ những đứa đó còn tệ hơn dồi bỏ, những đứa bán nước Lê Duy Thống thời đại, những đứa đáng được xử bắn. Nếu mà tôi gặp Miss O'Connell, tôi sẽ giận dữ. Tuy là ngày nay là ngày tôi chết, ngày mai không có chuyện gì làm cho tôi bực mình, nhưng mà những gặp những kẻ bán nước hại dân, tôi là người đầu tiên sẽ thí mạng cùi với những tay đó. Cái thứ hai là 10 cái obstruction của ông Tổng Trump đã rõ ràng, bằng chứng hiển nhiên, chúng ta từ từ chúng ta thấy. Thì nếu những điều đó mà không chính xác, quý vị có thể đến lấy súng bắn vào người tôi hay là chửi mặt tôi. Những điều đó tôi rất là tin, những điều đó đã xảy ra. Những điều ông ta đã above the law, ông đã dùng những quyền lực, lạm dụng quyền lực của mình để mà obstructing the justice, ngăn trở công lý, ngăn trở investigate. Mà ông biết là người ta đang investigate cái sự mà làm chuyện mà abuse quyền lực, và người ta, ông đã biết như vậy, ông vẫn còn gọi người này người kia, gọi McGahn để mà file ông Mueller, không được thì gọi là Lewandowski để mà gọi thẳng lên cho ông Sessions để mà file ông Mueller, làm tất cả những sự, cái đó là cản trở công lý. Trong 10 cái điều đó, những người nào mà làm cản trở công lý, biết luật mà còn phi phạm luật, là nhất là những người mà lãnh tụ đã làm trái luật, những người đó nên phải được bỏ tù. Nhưng mà tiếc rằng ông đang là tổng thống, cho người ta nên nhớ chúng ta, nếu mà điều cái tờ Interference của Russia là chuyện chắc chắn 100%, người nào mà không tin điều đó, người đó thật là thất bại, có thể nói chuyện thẳng với tôi. Cái thứ hai, nếu mà ông, cái điều mà chúng ta cần biết, Robert Mueller đó, ông không kết tội được cái người mà tổng thống đang giữ chức quyền, ông chỉ có quyền là tìm ra những cái bằng chứng để mà tha bổng, tức là trắng án cho ông tổng thống thôi. Nhưng mà ông tìm hoài, ông cũng không đủ, cho nên ông phải nói rằng tôi đã tìm ra mọi cách để mà exonerate tổng thống mà tôi lại không có đủ bằng chứng để mà exonerate. Chứ ở cái tư thế của ông, dưới cái boss của ông nói rằng anh không được quyền indict hoặc là kết án người tổng thống mà đang giữ chức quyền, đang trong chức vụ của họ. Nhưng mà thì ông làm chuyện gì? Ông tìm ra bằng chứng để mà exonerate ông Trump, mà ông không đủ bằng chứng để exonerate, tức là tha bổng, tức là làm chẳng ăn. Ông không làm được, ông chỉ nói được điều đó thôi. Thì quý vị nên nhớ những điều đó. Trong tương lai 5-10 năm nữa chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Rồi, cảm ơn bác sĩ Định rất nhiều. Bác sĩ Định vào chi tiết nhiều quá. Nhưng mà không sao, thật ra là những gì mà bác sĩ Định là đang nuôi dưỡng nóng, trong nóng, đang nóng và đang nóng. Nhưng mà thật ra thì thưa quý vị, các vị chuyên gia nói rằng là sau cái kiểu nói chuyện của ông Mueller tại Hạ viện đó, thì người ta chỉ biết rằng là đây là một quyển sách trước đây với 400 trang, và kỳ vừa rồi 7 tiếng đồng hồ với ông Mueller chỉ là một cái cuốn phim nói lại về cái quyển sách thôi. Nhưng mà thường thường thì cuốn phim không bao giờ hay được bằng khi quý vị đọc quyển sách cả. Chỉ có thế nhưng thôi. Nhưng mà vấn đề là nước Mỹ chúng ta rất ít là nhiều người thấy được những 448 trang đó và có những cái sự hiểu lầm sai lạc. Và cái gì ông Mueller đã minh chứng ngay trước đó, tuy là ông già rồi, ông nói nhiều khi thật ra thì ông chẳng nói thêm được gì. Minh định là những cái điều, thứ nhất là interference của Russian, điều đó là chắc chắn phải có. Điều đó có. Điều thứ hai là ông Trump đã lạm dụng quyền lực mình để mà obstruct công lý. Tôi đồng ý với bác sĩ Định thế này, là vì từ thời cuối thời của Tổng thống Obama, người ta đã tìm ra được những cái bằng chứng về cái sự mà can thiệp của Nga vào trong cái, nó hacking vào trong cái hệ thống. Có rồi chứ phải không? Nó có. Nhưng cái vấn đề người ta muốn tìm ở đây đó, người ta gọi đi tìm phù thủy ở đây đó, là ông Trump đóng vai trò gì trong cái vấn đề đó, có connection với người Nga không? Đó mới là quan trọng. Nếu tìm ra được cái đó thì ông sẽ mang cái tội là gì? Tội phản quốc. Đúng như thế. No, no. Tôi nghĩ cái đó không quan trọng bằng chúng ta phải làm sao để ngăn chặn cái cyber attack,
cái sự không, intervene của nó Nga có hai trong vấn đề. Cái election sắp tới của anh và trong tương lai, cái điều điếm nhục vô cùng một nước cường quốc mà để trong cái nước khác nó đi vào, nó hacking vào hệ thống cyber system để mà nó có thể khuyên đảo những cái, hoặc là nó tìm hiểu những cái tư tưởng, cái tâm lý, tại vì nó nhìn vô trong cái người nào bầu cho người nào, họ biết được tâm lý, họ biết được cái tình trạng psychosocial của một nước mà họ có thể đối phó với mình. Cái đó là điều sỉ nhục còn hơn là bắn một trái bom nguyên tử vào nước mình. Nếu mà nước Mỹ không làm gì nước Nga, thật là một sự quê độ, nhục nhã. Vâng, được rồi, đến đây thì thưa quý vị, tôi đó... đề nghị là trước khi đi có lẽ là mình đi hơi xa. Thứ hai là khi mình nói cái này đó, mình phải nhìn cái nguyên tắc của công tố viên là ổng làm cái gì. Ổng là người tìm ra những cái bằng chứng có hay không có để chứng minh rõ, mà cái người buộc tội không phải là ổng. Cái là ổng chỉ tìm ra thôi. Cái điều kế tiếp nữa, cái điều kế tiếp nữa là nó... Nhiều khi mình bắt ổng phải nói những cái điều đó không được. Nó có một cái limit nữa. Đúng. Ok, của một cái phương cách làm việc. Chứ không phải là muốn... DOJ nói ông Robert Mueller là anh không được... không có được indict, tổng thống đang thì ông chỉ nói những bằng chứng thôi. Thế nhưng là mà ông ra có quyền exonerate, ông có quyền tìm những phản chứng để mà minh biện cho tổng thống Trump, nhưng mà ông tìm không đủ luôn. Cho nên ông nói là if I can exonerate President Trump, I could already, but I don't see enough. Yeah. Vâng, thôi mình sẽ có cái đề tài này sau nữa, nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay không sao. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay cái đề tài chính của cho anh em chúng tôi đó là cái quan hệ giữa Mỹ và phía Đài Loan. Thì có lẽ rằng là cô Thái xin phép được nhường lại cho giáo sư Chi để nói thêm về cái phần này một xíu, cái sự quan hệ của giữa hai đất nước này nó ra sao, và lẽ dĩ nhiên thì có anh Trung Cộng ở trong đó nữa. Xin mời giáo sư. Thưa, cái quan hệ tay ba giữa Mỹ, Trung Cộng và Đài Loan là cái quan hệ lâu đời. Sở dĩ mình đưa cái đề tài này ra là tại vì hiện giờ Đài Loan và Mỹ đang kỷ niệm 40 năm một cái luật gọi là quan hệ hai nước. Tức là năm 1979 thì Mỹ và Đài Loan ký một cái đạo luật gọi là quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Cái đạo luật đó nói cái gì? Nó nói rằng là quan hệ đó không có bao gồm cái ngoại giao, nghĩa là nói chung là không công nhận. Thì vào nhân với kỷ niệm 40 năm này thì mình thấy nó có nhiều cái biến động, để thấy rằng là mình chọn cái đề tài này mình nói là tại vì trước hết là Trung Quốc đưa ra một cuốn bạch thư. Cuốn bạch thư đó là nhân với kỷ niệm 70 năm độc lập của họ, và họ cũng nhắm vào một cái chính sách của họ từ 70 năm trước và hiện giờ họ sẽ đi vào 70 năm sau là cái gì. Trong đó hai vấn đề họ nêu ra là Đài Loan và ông Donald Trump đã làm đảo lộn cái trật tự thế giới, và trách nhiệm là Đài Loan, trách nhiệm là Mỹ. Trở lại cái vấn đề, từ khi ông Donald Trump lên thì cái đạo luật về quan hệ Đài Loan với Mỹ nó được diễn dịch một cách khác. Trước đó cái đạo luật đó năm 1979 thì nó diễn dịch một cách rất là khác bây giờ ông. Và cho nói rằng từ ông Bush con tới ông Bill Clinton tới ông Barack Obama đều là không dám đụng tới vấn đề Trung Quốc, sợ đây là nhạy cảm, đặc biệt là vấn đề vũ khí. Và khi ông Trump lên là ông Trump làm hoàn toàn có tính cách khác. Mình không bàn về cái chuyện là tại sao ông Trump làm cái vậy, nhưng mà khi ông Trump đưa cái đó thì Trung Quốc nói rằng là ông Trump, Donald Trump đã thúc đẩy bà Thái Anh Văn muốn độc lập, và họ dọa là sẽ đem quân qua nếu mà cần đó. Cái eo biển này nó có khoảng 130 cây số, là cái khoảng ngắn nhất là khoảng Nga, dài nhất là 180. Mỹ đem cái tàu chiến tới đó để mà thách thức cái vấn đề của Đài Loan. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái đạo luật này hiện giờ khi mà ông Trump lên thì ông đã tiếp quản một cái diện gọi là diện Hoa Kỳ ở tại Đài Loan. Nó có 400 nhân viên ngoại giao hiện giờ vô làm việc cái diện đó. Mở ra một cái văn phòng cất khoảng 250 triệu đô la trên một cái đồi của tiêu lục chiến Mỹ. Và nó là một cái diện mà có thể nó cấp những cái passport cho những cái người công dân của nước Đài Loan đi qua Mỹ. Và cái passport đó ghi rõ là cái nước là Cộng hòa gì của Đài Loan, mở Cộng hòa của Trung Hoa Dân Quốc, mở hoặc ra Đài Loan, nghĩa là họ nâng cái đó lên thành một vấn đề ngoại giao. Do đó chúng ta thấy rằng là mới đây khi ông Trump mà đã ban hành bán một cái vũ khí viên gói 2,2 tỷ, và cái đó nó không phải là một lần, mà cái đó là một cái băng cái buôn bán vũ khí thường kỳ đưa vào cái đó, và Quốc hội Hoa Kỳ Thượng viện đã đồng ý
đưa cái đó ra, nghĩa là Quốc hội đồng tình với ông Donald Trump về cái vấn đề Đài Loan. Do đó chúng ta thấy là Việt Cộng Trung Quốc mới là đưa cái tàu tới cái bãi Tư Chính. Nó tất cả những cái chuyện nó rằng rịch như vậy thì mình nhìn như vậy mình mới thấy, và Việt Nam bắt đầu lên tiếng cứng rắn về cái điều nó. Bữa nay thì bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng là tôi cho các anh một thời hạn để anh rút đi, thì cái điều đó xưa nay chưa hề có. Nhưng mà thấy rõ ràng đây là một vấn đề lớn, và ông Trump không biết với Trung Quốc giải quyết ra cách nào. Nó dính với nhiều việc, dính với Bắc Hàn, dính với vấn đề là cái Biển Đông, và nó dính luôn cả tới Iran, thưa anh Thái. Dạ vâng. Thưa anh Đại, lẽ dĩ nhiên thì cái chuyện mà quan hệ Mỹ với lại Đài Loan và phía bên Trung Cộng đó thì nó cũng đã ra xa xưa rồi, chứ nó không phải là đến giờ phút này. Nhưng mà giờ phút này tự nhiên nó lại nóng hơn nữa. Có lẽ rằng là một phần đó là tại vì bắt đầu Mỹ đã bán một số các vũ khí đến cho Đài Loan để mà gọi là dằn mặt phía bên Trung Cộng một chút xíu. Cái chuyện đó nó có thể dính líu ở cái phần này để mà cho cái vấn đề này nóng trở lại không thưa anh? Xin lỗi quý vị ạ. Thật sự đây là lần bán vũ khí lần thứ tư rồi, chứ không phải là mới bán. Mình nhiều hơn. Bán lần thứ tư rồi nhiều hơn, và họ bán những cái vũ khí mà nặng ký hơn. Nặng ký 180 cái xe tăng Abrams, cũng như 250 cái hỏa tiễn mà có thể vác trên vai được Stinger đó. Thì cái vấn đề sở dĩ Đài Loan gần đây nó trở nên nổi trên cái mặt báo chí nhiều, và nó trở thành một câu mối quan tâm thực sự của Bắc Kinh á. Là giống như là bà Bernie Glazer, bà là một chuyên viên quốc phòng của cái CSIS, trung tâm nghiên cứu về chiến lược đó, thì bà có nói rằng là cái vấn đề mà hiện tại bây giờ tình hình nó diễn biến á, cho thấy rằng Bắc Kinh rất lo ngại, bởi vì họ sợ rằng Hoa Kỳ có thể đi hơn cái bước bây giờ nữa, tức là có thể từ từ có thể công nhận Đài Loan không chừng, và có thể đi tới cái chuyện mà ảnh hưởng tới cái việc mà Hoa Kỳ sẽ không nhận một nước Trung Hoa nữa, tức là Đài Loan nằm trong hòa lục của Bắc Kinh nữa. Bà nói rằng Trung Cộng đang sợ cái điều đó lắm á. Thành như bây giờ chúng ta thử nhìn trở lại cái quá khứ để mà hiểu tại sao vấn đề Đài Loan bây giờ nó đang nổi lên đến như vậy. Thì Đài Loan nó chỉ là đảo rất là nhỏ thôi quý vị, nó nhỏ lắm. Nó chỉ có 36.808 cây số vuông thôi, và nó chỉ có 23 triệu dân, mà trong đó đó chỉ có 2% là người dân gốc của Đài Loan thôi. Còn 95% là người gốc Hán từ Hoa Lục di cư ra mà ở đó. Từ năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông đã thành công, khi mà đánh được Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hoa Lục, thì đây là chỗ trú chân của những người Trung Hoa quốc gia mà họ muốn không xuống, không muốn sống với Cộng sản. Họ đã giống như di cư từ đó đi qua ở đó. Và những cái diễn tiến của nó đó, thì cái thời gian năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục á, thì lúc bây giờ ông ta còn đang bận tâm để bình định của Hoa Lục, và ông làm cách nào để ông nắm được Hoa Lục qua những cách mạng ruộng đất, rồi qua tất cả những cái mà về bức nhảy vọt các thứ đó, gây cho 10 triệu người dân chết đó. Ông nắm người dân đó trước cái đã, sau đó ông mới nhìn qua cái đảo Đài Loan. Cho nên là cái tình hình bối cảnh thế giới lúc bây giờ nó thay đổi, bởi vì Mỹ bắt đầu đó khi tham chiến ở Việt Nam năm 65 á, thì sau đó Mỹ đã nhìn 1 tỷ người ở tại Hoa Lục, và năm 1972 Mỹ Tổng thống Nixon đã qua bên đó và hòa đàm, và đồng thời đã ký một cái hiệp ước Thượng Hải. Từ đó nó mở ra một cái chương mới cho thế giới, bối cảnh thế giới thay đổi hoàn toàn. Tức là người Mỹ bắt tay với lại Trung Cộng để mà chống với Nga. Và từ đó nước tàu bắt đầu đi lên. Và từ đó bắt đầu cái vấn đề Đài Loan nó nổi lên. Thì đến năm 1979 á, thì chính thức là bang giao giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng. Và khi băng giao như thế rồi đó, thì chúng ta đã nhìn thấy là Việt Nam Cộng Hòa đã bị hy sinh, đã bị bức tử không còn nữa năm 75. Đến lượt Đài Loan mời ra khỏi Liên Hiệp Quốc, cái ghế của Đài Loan bây giờ dành cho Trung Cộng. Đấy là những bước thay đổi trên cái bàn cờ thế giới mà đưa từ từ đưa Trung Cộng trở vô một cái vị trí quan trọng trên thế giới, nằm ngay cả trong cái Ủy ban Thường trực của Liên Hiệp Quốc nữa. Đó là người Mỹ đã đưa người tàu Trung Cộng Hoa Lục vào. Cho nên đến năm... Ngược trở lại những cái hiệp ước mà Mỹ đã ký hay là đã có với Đài Loan á, thì nó có từ năm 1954 lận. Lúc bây giờ nó đã có một cái hiệp ước nó gọi là Mutual Defense Treaty, tức là một cái hiệp ước phòng vệ chung, đã được năm 1955 đã được Thượng viện Mỹ thông qua hoàn toàn, đồng ý cái chuyện đó. Những cái điều khoản trong cái hiệp ước đó nó rất quan trọng. Nó giữ cái mạng sống của cái Đài Loan trở lại.
Tức là dù rằng Mỹ không công nhận chính thức Đài Loan đi chăng nữa đó, nhưng Mỹ sẽ có những cái hỗ trợ cho Đài Loan về vấn đề defense. Và nếu mà muốn người Mỹ mà can thiệp vô Đài Loan phải được Tổng thống Mỹ và Quốc hội Mỹ approve cái đã, cho nên cái đó là cái vấn đề không xảy ra. Thì cái chuyện đó nó trôi qua đi, thời gian đó 25 năm Đài Loan được nằm yên, không ai đụng tới hết á. Cho tới năm 1979 đó, khi mà Mỹ chính thức bang giao với Trung Cộng rồi đó, thì Đài Loan bắt đầu bị thay đổi. Người ta không gọi Đài Loan là Cộng hòa Trung Hoa nữa, Republic of China nữa, mà chỉ gọi là Governing Authorities in Taiwan. Mỹ đã thay đổi cái đó để chứng tỏ rằng không công nhận anh trên cái vị trí quốc gia ngang với lại Trung Cộng nữa. Và đồng thời ra đã năm 79 hủy bỏ cái hiệp ước mà phòng vệ chung. Đó là hai cái điều mà Đài Loan bị rất là đau. Và sau đó đó là năm nay chúng ta, như giáo sư Chi vừa nói, là kỷ niệm 40 năm mà của cái mà nó gọi là cái Taiwan Relations Act đó. Cái đạo luật này nó ra đời để làm cái gì? Nó ra đời cũng chỉ là để mà củng cố cho người Tàu ở Hoa Lục nhìn thấy rằng chính sách của Mỹ vẫn là một nước Trung Hoa, họ không có thay đổi. Và cái những điều đó nó đưa tới một cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng bây giờ cái tình hình của Đài Loan nó đã được Tổng thống Trump sử dụng Đài Loan là một con chủ bài trong cái việc mà chống lại Trung Cộng ở tại Biển Đông, và có thể sẽ là một con chủ bài trong những chủ bài khác của ông ấy trong vấn đề mà mậu dịch đối với lại Trung Cộng nữa. Thì một điều mà chúng ta nên phân biệt rõ ở đây đó, cái người Đài Loan khi chúng ta gặp họ, chào họ là Chinese, xong bảo no, I'm not Chinese, I'm Taiwanese. Chứng tỏ rằng họ không nhận họ là người Tàu ở Hoa Lục. Họ nói là tôi là Taiwanese, mà cái hãnh diện của họ là họ người Tàu quốc gia. Cho nên chúng ta hiểu vẫn có một cái conflict giữa hai bên rất là nặng nề, và người Mỹ đang đứng ở đó. Cái việc mà cái khu trục hạm mà Atetum mà họ đã đến trong cái eo biển Đài Loan đó là một ngày sau khi Trung Cộng lên tiếng có thể dùng quân sự để mà tấn công Đài Loan, thì người Mỹ đưa cái tàu đến ngay, giống như một thanh kiếm để đó cho anh Bắc Kinh nhìn thấy rằng là có tôi ở đó đó, anh đừng có lộn xộn. Đấy là cái tình hình bây giờ đó, Đài Loan nó trở nên một điểm nóng mà nó có thể trở thành một cái điểm mà đối đầu trực tiếp giữa Mỹ với lại Trung Cộng. Nhưng mà tất cả nó còn nằm trên cái bàn cờ thế giới, nó còn biến chuyển rất là nhiều, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ Định một chút xíu về tình hình ở trên này, theo lời của các vị vừa mới nói xong về kinh tế, về chiến sự, về vũ khí. Bác sĩ ghi nhận gì? Mình xin nói những cái chuyện mà ngoài lề đó. Chẳng hạn như tháng trước mà khi mà cái khu trục hạm của Mỹ mà đi theo cái vùng eo biển Đài Loan thì có cái tàu tuần dương của Canada, phải không ạ? Có Canada và Pháp nữa. Là Pháp. Thì rồi lại có cái chuyện là Trung Cộng lại trượt quân sự với lại Nga nữa. Cái chuyện nó chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ mình thấy Nga với lại Trung Cộng mà họp lại tập duyệt quân sự, mà điều này đã mới vừa xảy ra, cho nên làm cho mình cũng thấy hơi lạ lùng. Có một lý do gì? Có lý do. Cái này là có những cái chiến lược mình thấy rõ ràng mà nó mình có thể cảm nhận được. Tại vì bên Trung Cộng nói rằng Tổng thống Trump và Hoa Kỳ là đứng đầu cái list của những thế lực thù địch mà nhằm ngăn chặn cái sự thống nhất Trung Hoa và Đài Loan. Thì tôi nghĩ trong đó, tôi nghĩ chắc chắn là phải có Japan hay South Korea. Tại vì nếu mà Trung Cộng thâu luôn Đài Loan đó, thì Nam Hàn với lại Nhật Bản nó sẽ bị cô lập. Bên trên là Nga với lại Bắc Hàn, bên phía miền Tây đó là Trung Cộng, và phía dưới Nam là Đài Loan, lúc đó là một phần của Trung Cộng. Kế đến là Hồng Kông, rõ ràng Hồng Kông bây giờ họ đã có những cái thế cờ mà đứng lên nổi lên chống lại cái sự mà trở lại one country mà tức là một nước mà một chế độ, họ không thích điều đó. Và gần đây thì chúng ta cũng thấy là những cái nước Southeast Asian, tôi nghĩ là Ấn Độ lại Úc, họ cũng không muốn thấy là Trung Cộng tóm thu Đài Loan nữa. Và cái quan trọng nhất là tổng thống mới được elect là cái bà Tsai Ing-wen đó, là tổng thống này, bà có chủ trương là nhất định chết thì thôi, chứ không có chịu làm một cái thuộc địa hay là một cái phần đất của Trung Cộng. Là bà đi công du những cái nước mà bán đảo Caribbean lại Nam Mỹ để coi cái tình hình, lại so sánh cái mình với lại cái nước lớn, bà tìm hiểu như thế nào. Rồi bà ghé qua bên Washington, rồi ghé qua Denver để nói chuyện với Mỹ quốc, thì làm như là dân Trung Cộng, chính quyền Trung Cộng rất là tức là giận bực bội. Thì cái này tôi thấy là rất là căng, tại vì rõ ràng là cái ý đồ của Trung Cộng làm sao mà
tôm thu Đài Loan trở thành một phần của Trung Hoa trong năm 2020, mà bây giờ Mỹ lại đưa ra những cái thế cờ như vậy, thì và mà tôi thấy Nga lại tập dượt chung với lại Trung Cộng nữa. Tôi thấy cái tình hình này có vẻ hơi căng, rất là căng. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình một vài giây phút, chạy một số cái quảng cáo, sẽ trở lại ngay với quý vị. Và cái chuyện mà phía bên Trung Quốc dọa rằng là sẽ dùng vũ lực để mà chiếm Đài Loan nếu mà Mỹ đi vào trong cái vấn đề này của họ. Lẽ dĩ nhiên thì chuyện Mỹ đang đồng ý bán hoặc là Đài Loan đồng ý mua một số các vũ khí của Mỹ, nó cũng là một cái điều mà phía bên Trung Cộng rất là khó chịu trong cái phần này. Anh em chúng tôi sẽ đi vào chi tiết đến với quý vị khán giả gần xa để mà xem coi tình hình nó như thế nào. Mời quý vị nhớ đến theo dõi sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho Đài.